những cái sẹo rải rác như này này cũng là những cái sẹo rất là khó để điều trị. Tuy nhiên á, đối với lại là trường hợp của bạn thì đây là một cái ca điều trị khá là thành công. Xin chào tất cả các khách hàng của bệnh viện Chiritiêu. Thì đây là một trường hợp một bạn nam tìm đến bệnh viện Chiritiêu để bạn điều trị những cái sẹo nổ sâu mụn ha. Thì cái tình trạng sẹo cái ngày đầu tiên mà bạn tìm đến bệnh viện Chiritiêu thì với khách hàng mình có thể nhìn thấy rất là rõ. Sẹo bạn rất là đa dạng, rất là nhiều loại sẹo trên một cái diện tích da. Thì có những cái vùng sẹo, nhiều loại sẹo và nó kéo hẳn một cái mô da mình xuống nhìn giống như những cái vùng lõm trên bề mặt da. Ngoài ra thì có những cái sẹo đơn rải rác nhưng mà nó cũng là những cái sẹo mà đấy rất là rộng và cũng sâu nữa. Rồi trên cái bề mặt da của bạn á thì ngoài cái tình trạng là những cái sẹo lớn thì những cái sẹo rải rác như này nè cũng là những cái sẹo rất là khó để điều trị. Tuy nhiên á, đối với lại là trường hợp của bạn thì đây là một cái ca điều trị khá là thành công. Và có thể là thứ nhất là bạn còn rất là trẻ nên là cái mức độ tăng sinh collagen của bạn rất là tốt. Thứ hai nữa là các đồ điều trị khá là phù hợp đối với tình trạng sẹo của bạn Khánh. Đối với lại là vùng da sẹo bên phải của Khánh á, thì cái mức độ mà sẹo bự hoặc là những cái vùng da thì nó không nặng như bên trái. Tuy nhiên sẹo của Khánh ở bên mặt phải nó cũng là những cái sẹo rất là khó để đầy. Nhưng mà giờ nè, sau khoảng 3-4 tháng điều trị nè, mình nhìn thấy rõ không? Những cái sẹo trên bề mặt da Khánh gần như là không còn nữa. Thì mỗi tình trạng sẹo chúng tôi sẽ có những cái phác đồ điều trị khác nhau. Ví dụ như trên mặt bên phải của Khánh á, thì bạn có rất là nhiều những cái sẹo đáy nhọn cộng với lại là có những cái sẹo hình cái đáy vuông luôn. Thì cái này chúng tôi bắt buộc phải dùng cái phương pháp là tách xơ sẹo bên dưới, tức là mình sẽ dùng kim để mình bóc tách cái xơ sẹo để da của mình bắt đầu nó được buông đầy lên. Sau đó mình sẽ kết hợp với một cái sóng là laser fractional CO2. Sóng này nó sẽ vừa tiếp tục kích thích tăng sinh collagen cộng và ngoài ra nó sẽ mình tưởng tượng như nó mài cái viền sẹo, nó sẽ trở nên mịn màng hơn. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ đây là lần sau 3 lần điều trị ha Khánh ha. Rồi bây giờ mình có thể nhìn thấy nha, đó là đây là cái nền da cũ của bạn nè. Trước khi mình điều trị đây là khoảng tháng 2, cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thì sau 3 lần điều trị thì hôm nay mình đến tái khám và mình tiếp tục điều trị lần thứ 4. Thì như là mình khách hàng mình có thể thấy rất là rõ ha, những cái vùng sẹo này gần như là không còn nữa. Khánh không biết là em nhớ tới tình trạng da trước của Khánh không? Nhớ gì lúc trước thì nhớ không? Thì nhớ. Không còn những cái sẹo mà lõm sâu và kéo hết cái mô da xuống cái mô da bây giờ này rất là nắng mịn ha. Ngoài ra những cái sẹo đơn rải rác của bạn cũng nông lên rất là rõ rồi. Bây giờ trên bề mặt da của bạn thì chỉ còn một ít những cái sẹo đáy nhọn và những cái sẹo nhìn giống như lỗ chân lông to thôi ha. Ngoài ra thì những cái vùng như là vùng thái dương này mình nhìn rõ không, những cái sẹo của vùng thái dương nó cũng đã rất là đầy rồi. Bây giờ bạn sẽ còn một cái công đoạn nữa là mình sẽ tiếp tục điều trị tiếp những cái sẹo đáy nhọn ở đây cộng với mình sẽ kiểm soát dầu nhờn ha Khánh ha, để mình đừng có lên mụn nữa. Tại vì cả bây giờ mụn sẹo cũ mình đã bắt đầu mình điều trị tốt rồi, bây giờ mà mụn mới lên là bắt đầu lại hình thành những cái sẹo mới nữa. Thì như mình có chia sẻ thì sẹo khi mà nó đã đầy lên đương nhiên là không có tái phát hay tái lõm như mọi người hay sợ. Nhưng quan trọng nhất là mình phải kiểm soát được là đừng có lên mụn mới nữa. Tức là khi mà mụn trứng cá nó tái phát nè, hoặc là có những cái mụn viêm lớn, chẳng hạn như bây giờ mình có thể nhìn thấy trên da của Khánh nè, bây giờ mình đang có vài cái mụn viêm lớn như vậy. Nếu mà mình không có can thiệp sớm, mình không có giảm viêm sớm thì những cái sẹo và những cái mụn này nhiều khi nó lại để lại những cái sẹo mới. Thì lúc đó mình lại bắt đầu tiếp tục bị sẹo thì nó rất là khó khăn. Xin chào tất cả các bạn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.